Dạ, cảm ơn cô. Nè, đi nè. Đi đi còn gì giờ? Ê, đó, mới bị công an dịnh giờ xuất hiện kìa. Đâu? Tự mày. Đó, nè. Đó. Trời ơi Trinh, mới có một ngày mà coi em kìa. Ngồi xuống đi em. Đúng đó, con này cho em một ly nước. Em sợ lắm chị ơi. Ừ chị biết rồi. Uống nước đi em. Em cứ bình tĩnh. Vô trọng có bị đại bàng cho đi tàu bay ngầm không vậy? Con này im đi, nói gì bị bạ không à. Nhìn cái mặt này mà không cho đi tàu bay ngầm mới là lạ đó. Trời ơi, thôi mày đi giùm tao đi. Đừng có ở đây nó bậy nó bạ nữa. Nhéo đâu muốn chết à. Đi tới đi mày. Trời ơi, đi nãy giờ đợi hoài. À mà hồi nãy má Hoàng tìm gặp em có chuyện gì gấp đó. Không biết là chuyện gì nữa. Thôi mình đi em. Trời ơi, Trinh. Má tưởng vài ngày nữa con mới được về. Con không hiểu sao họ thả con ra. Tụi nó có đánh con không? Dạ không. Tốt rồi. Vậy là quá tốt rồi. Bây giờ qua nè. Dạ. Con đưa con Trinh á về nhà trọ tắm rửa nghỉ ngơi đi, rồi cứ ở nhà trọ nghe chưa. Khi nào á má gọi á con hãy nghe, nghe chưa con? Con biết rồi. Đưa đi liền đi con. Dạ. Lo cho nó nha. Dạ. Khoan khoan con. Dạ. Ngồi xuống má biểu. Xuống. Một điều chắc chắn, thế nào nó cũng bị công an theo dõi. Chứ không dễ gì mà nó thả sớm vậy đâu. Cái gì ghê vậy má? Ừ. Đợi má chút xíu. Nè con đưa cho con Trinh đi. Nhớ nha, nói là ông chủ cho nghe chưa. Dạ. Đêm nay á, khoảng 1-2 giờ gì đó, mày đưa nó ra xe đò cho nó về quê. Không được để công an biết quê nó đâu nghe chưa. Dạ. Má, còn con có được gì không má? Mày á, mày quá đáng lắm nghe chưa. Tối ngày chia tiền với bạc hoài, quỷ cái. Nè, bấm nút biến đi. Về tới nhà trọ có ai theo dõi hay không, nhớ điện cho má nghe chưa. Con biết rồi. Đi đi con, đi đi. Hai người đẹp đi nữa hả? Hai người đi đâu phải không? Lại là anh hả? Dạ. Vậy đi cả hai người luôn hả? Anh có thể chở hai được không? Dạ được. Công an mà bắt thì hết tiền mua gạo đấy nha. Không sao, cô lên đi. Đi em. Gửi anh.
chị làm gì vậy? Má Hoàng dặn công an đang theo dõi em đó, nên phải cẩn thận nha. Em sợ quá chị Hoa ơi. Thôi em đi rửa mặt rồi thay đồ đi, ra đây chỉ có chuyện quan trọng muốn nói với em đó. Dạ. Trời, không ai theo dõi đâu mà chị. Mày á, kỳ y thôi, rồi có ngày coi chừng đó. Ông chủ á, cho mày 1,5 triệu nè. Ủa, sao chị cho em nhiều quá vậy? Ông nói á, đêm nay là mày phải ra bến xe để về quê. Trời, ông chủ đuổi em. Ừ, ông nói mày làm hỏng việc hết, bị lộ tùm lum hết trơn. Mày phải về quê nhanh, không thì công an bắt mày nữa bây giờ á. Trời, thật không vậy chị? Ừ. Bộ mày không thấy từ nãy giờ á, tao phải nhìn ra ngoài đường suốt hay sao vậy? Tao sốt ruột quá. Thôi, mày nghỉ ngơi, ăn uống. Ăn cái gì để tao mua cho, bữa nay tao bao. Nhưng mà em... không có nhân nhị gì hết á, nghe chị đi nha. Má Hoàng nói á, cấm không cho con Trinh điện thoại cho bất kỳ người nào hết á, nhớ nha. Chị làm em sợ quá chị Hoa. Mày á, biết sợ thì phải nghe lời tao chứ. Cất tiền á rồi đi tắm rửa đi. Alo, tụi con về đến chuồng rồi. Không có ai theo cản đường hết á. Ủa, chị nói chuyện với ai vậy? Má Hoàng á. Má nói là hỏi thăm hai chị em mình, coi thử có công an theo dõi không. Em uống nước đi. Dạ em cảm ơn. Anh có biết rõ về cô Trinh không? Cô ta làm cùng quán với Diễm Hằng mà. Vậy có nghĩa là cả cô ta và Hằng đều dưới sự chỉ đạo của Hoàng? Có thể. Anh có nghĩ là Diễm Hằng làm việc này dưới sự chỉ đạo của ai khác nữa không? Anh cũng không biết nữa. Mấy ngày nay anh không gặp Hằng, thực sự anh luôn dây dứt và ân hận vì đã dính vào cô ta. Chúc mừng anh đã nhận ra được sai lầm. Nhưng Thanh chưa chịu tha thứ cho anh. Em chưa có gia đình nên chưa biết, nhưng Thanh cần một thời gian anh quan à. Lạnh lùng, xa lánh, rồi bồng con về nhà ngoại. Không có vợ con bên cạnh, anh mới thấm thía mọi sự. Giờ anh không biết phải làm sao nữa. Chẳng thà Thanh cáo gắt, chửi bới, đập phá cái gì đó, đằng này Thanh cứ âm thầm lặng lẽ. Học xong lớp 12, Thanh đã vướng bận chuyện chồng con. Thanh không giao tiếp với xã hội nhiều. Sự quan tâm duy nhất của cô ấy là anh và bé Bông, cho nên bị hụt hẫng chút thôi. Anh làm tổn thương Thanh nhiều quá. Hay là anh thử tìm cho Thanh một công việc, một công việc nhỏ thôi, nhưng mà tâm lý của cổ sẽ thoải mái hơn. Tìm rồi, làm văn thư công ty bạn anh, nhưng anh chưa có cơ hội nói với cổ. Vậy hả? Chỉ mong Thanh tha thứ cho anh khi sự rắc rối này chấm dứt. Anh sẽ không sai phạm một lần nào nữa. Cái gì mất mới thấy quý, khi tìm lại được đừng đánh mất nữa nha anh Quang. Câu nói hay quá. Em giúp anh lần này được không?
Anh trả ơn cho em thế nào đây? Anh sẽ giới thiệu cho em một cậu bạn trai rất là đẹp trai. Thôi em còn thích tự do. Em uống nước đi. Thôi bây giờ em phải đi đây. Có thể là cơ quan sẽ nhờ anh giúp đỡ về vụ án đưa người ra nước ngoài này. Anh rất sẵn lòng. Ừ, em đi đây. Alo, Thanh hả? Ừ, mình có chuyện muốn nói. Ờ, công viên ven sông, chỗ hồi trước tụi mình hay ngồi đó. Ừ, mình tới liền nha. Chào anh nha. Dạ. Bao giờ mình cảm thấy thoải mái đến như vậy. Thanh nè. Ừ? Anh Quang không muốn mất Thanh và bé Bông đâu. Thanh tha thứ cho ảnh nha. Mình và bạn lúc nào cũng trái chiều hết. Bạn cá tính mạnh mẽ bao nhiêu thì mình lại an phận yếu đuối bấy nhiêu. Bạn thích phiêu lưu mạo hiểm, còn mình thì lại thích bình yên. Nhưng rồi thì sao? Rốt cuộc rồi mình cũng gặp toàn sóng gió mà thôi. Mỗi người đều có một số phận mà. Mà Thanh nghĩ sao về chuyện lúc nãy mình nói? Mình cũng đâu có muốn để cho bé Trúc nhà mình sống thiếu cha như vậy. Nhưng mình cũng còn buồn lắm. Thôi, như vậy anh Quang cũng sợ lắm rồi. Thanh bỏ qua cho ảnh đi. Nhưng mình... Bỏ đi thì dễ, quay lại thì khó đúng không? Để mình gọi cho anh Quang kia, anh qua đón hai mẹ con bạn về. Thủy à, ê, khoan đã. Để mình gọi. Alo anh Quang hả? Em Thủy nè. Thanh tha thứ cho anh rồi đó. Qua đón mẹ con nó về đi. Có gì đâu bạn bè mà. Bye. Xong rồi đó. Mình á, chỉ muốn cho anh Quang thấy là gia đình vợ con là quan trọng như thế nào thôi. Ừ, như vậy đủ rồi. Căng quá dây đàn đứt, không có nối lại được đâu đó. Thôi, mình có việc rồi. Phải về cơ quan đây. Anh á, về nấu dành một bữa cơm thật ngon nha. Thôi được rồi, để cảm ơn bà. Bữa nào vợ chồng tôi mời bà đến nhà ăn cơm nha. Tất nhiên. Ngồi đi em. Anh Hưng chờ em lâu chưa? Anh cũng mới ngồi đây thôi à. Ước gì anh được ngồi chờ một người như Thủy suốt đời cũng được. Anh Hưng bên này lãng mạn quá ta. Thật ra anh mới lãng mạn có một tuần nay thôi à. Dạ, chị dùng gì à? Em muốn gì? Cho em nước cam đi. Cho một ly cam. Dạ. À, anh nói chỉ mới lãng mạn mấy tuần nay là sao? Em không hiểu. Trước kia thì anh khác. Nói chung là hoàn toàn khác bây giờ. Khác? Nghĩa là anh hung dữ với mọi người hả? Trái lại anh
Trinh rất là ít nói, chỉ nói chuyện công việc thôi. Dạ, mời chị. Em uống đi. Từ khi em tới cơ quan đến giờ, anh cảm thấy cuộc đời sao tươi đẹp hơn. Nhất là anh muốn được ngồi gần em và nói chuyện với em. Em cũng vậy. Nhất là trong công việc, nếu mà không có anh, em cũng không biết phải làm sao nữa. Em không được làm vụ đưa bán đi nước ngoài nữa rồi. Em buồn lắm. Chúng ta vẫn làm vụ này chứ, nhưng ở tầm xa và chuyên sâu hơn. Anh thấy Thủ trưởng Hòa nói đúng, đằng sau những người chạy lăng xăng là phải có một tay chỉ đạo tầm cỡ. Từ bữa chú Hòa nói em bị lộ mặt nên phân công người khác, em cứ thấy buồn sao á. Nhiều tối về nhà em không có ăn cơm luôn. Để rửa phụ cho. Thôi thôi thôi, anh đi ra ngoài nghỉ đi để em làm cho. Sắp xong rồi. Bữa nay anh muốn rửa chén phụ em mà. Thôi đi để em làm cho. Mà làm gì bữa nay ham rửa chén dữ vậy? Lâu lắm rồi anh mới thấy em cười. Bữa nay anh vui lắm. Anh nói có thiệt không đó? Anh nói thiệt mà. Những ngày qua thật là khủng khiếp đối với anh. Nhưng chỉ cần tiếng cười của em, cái nhìn của em, anh cảm thấy như mình... Mình sao? Như mình được tha thứ, như là mình mới yêu nhau vậy đó. Trời ơi, hôm nay sao anh nói chuyện hay quá vậy? Vậy thôi bây giờ, anh giúp em ha. Em rửa chén, còn anh úp. Tuân lệnh bà xã. Sao cậu không chạy kiếm khách mà ngồi ngoài cả tiếng vậy? Cậu chờ mối nào phải không? Dạ, con chờ mấy cô trong nhà trọ coi có đi đâu không. Chạy lang bang ngoài đường tốn xăng lắm. Trời ơi, mấy cô trong nhà trọ có đi thì đi từ chiều, chứ giờ này khuya lắc không còn ai đi nữa đâu. Thôi cậu về đi. Dạ, con tính vớ cứu chót cô à. Thôi, cậu đi về sớm đi, đặng mai còn chạy xe sớm nữa. Dạ, thôi con về. Mày làm gì vậy? Sao không ngủ đi? Còn sớm mà. Hơn 12 giờ rồi chị. Mình đi đi. Cái con này đi đâu mà nôn dữ vậy? Trời ơi, tao buồn ngủ à. Thôi đi đi chị ơi.
Đi thì đi. Ủa, đi đâu vậy chị? À, cho tôi tới khu vườn sinh thái. À, hôm bữa em thấy nhà trọ đông lắm mà. Sao hôm nay vắng vậy chị? À, tôi nói về quê hết rồi. Bao nhiêu tiền vậy? Dạ, 30 ngàn. Sao mắc quá vậy? Bữa trước đi có 20 ngàn à. 20. Dạ, em cảm ơn. Ê, chị. Có chuyện gì nữa vậy trời? Cho em hỏi thăm, hôm bữa có chị xinh mà đẹp. Hình như chị tên Trinh. Chị có đi làm không chị? Trinh... À, nó sợ công an, bỏ trốn về quê rồi. Mà hỏi nó có chuyện gì vậy? À, tại hôm bữa chị còn thiếu em 20 ngàn tiền xe. Bỏ đi, có 20 ngàn mà thuê tới đây đòi đó hả? Ờ, vậy lát nữa chị có quay ra không? Không biết nữa, thích chờ thì chờ. Dạ. Đi sớm như người đẹp. Chào má. Con Trinh sao rồi? Dạ, nó đi rồi. Cô có thấy ai theo nó không? Dạ không. Tốt lắm. Bữa nay có đứa nào hỏi, con phải nói là nó sợ công an, nó trốn rồi biết chưa? Dạ. Thôi, đi ra ngoài lo sắp xếp về quán đi. Nè, nghe má dặn nè. Con nhớ nói với mấy đứa con gái là cẩn thận mấy thằng khách lạ nghe chưa. Lạ mà rủ đi dù là không có đi nghe chưa con. Con buồn ngủ quá à. Thức suốt cả đêm con mệt mỏi quá má. Gì nữa đây mẹ? Đi làm đi. Con đi làm nha má. Bọn buôn người này đã hoạt động từ lâu. Chúng đưa người theo nhiều đường ra biên giới. Họ có cái mối khách hàng khá vững chắc như là ở Đài Loan, Hồng Kông. Vụ này chỉ là một vụ thua đầu tiên của chúng. Tôi tin là chắc chắn bọn chúng sẽ làm lại. Dạ không, tất cả là cô Diễm Hằng. Theo em được biết, cô ta giữ rất nhiều bí mật về quan và những người liên quan đến đường dây buôn người. Ăn về kìa. Vô đi. Báo cáo thủ trưởng, tôi có mặt. Ngồi đi. Có chuyện gì báo cáo đi. Báo cáo thủ trưởng, Trinh bỏ đi đêm qua trong lúc tôi đang chờ vị trí. Do lỗi của tôi. Vậy sao cô biết cô ta bỏ đi? Dạ thưa, tôi dò hỏi người đi chung với Trinh. Đó, đồng chí Hưng thấy chưa? Chúng bắt đầu bịt tất cả các đầu mối. Chúng cho những người có liên quan đến vụ việc mà ta biết đều nghỉ việc. Trinh chỉ là... Mà thôi, tóm lại là cô Trinh không quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta phải thâm nhập vào đầu mối mới là quan trọng. Tìm cho ra kẻ nào là đứng đằng sau cái vụ này. Dạ, thủ trưởng nói đúng. Đồng chí làm tốt lắm. Bữa nay nghỉ ngơi đi. Có lệnh gì đồng chí Hưng sẽ báo cho đồng chí biết.
Rõ. Ừ. Việc xâm nhập vào đầu não của chúng, đồng chí bàn với Thủy. Lily, em lo cho anh hai đi nha. Dạ, xin phép anh em đi. Uống đi anh, uống tiếp đi. Uống đi anh. Uống nữa đi anh. Thôi, anh sai rồi. Tính tiền giùm anh đi. Dạ, của anh tổng cộng là 1.300.000 đó anh. Ủa, bao nhiêu? Dạ, 1.300.000 đó anh. Hả? Cái gì dữ vậy em? Dạ, không có mắc đâu anh ơi. Tụi em còn trừ tiền điện, tiền nước nữa. Đây. Anh, còn em cho em thêm tiền bon nữa đi. Nè, anh được 1.500.000. Bo luôn á. Dạ, cảm ơn anh. Sao rồi? Lâu vậy? Tôi uống 13 lon mà nó tin 1.300.000. Tôi ngồi một hồi nữa nó lột quần tôi luôn quá. Vậy có lấy được địa chỉ của hàng không? Rồi. Có như vậy mới không uổng công ông với tôi chứ. Em là con gái. Má Hoàng. Quỷ cái, mày làm cái gì vậy? Hả? Theo tao. Vậy là công an đã bắt đầu đánh hơi rồi nghe chưa? Dạ. Giờ phải làm sao hả đại ca? Mày ngu lắm. Chỉ tài giả bộ làm BD thôi. Trời ơi, em BD thiệt mà. Đến đi. Sáng mai chúng ta sẽ đi Tiền Giang kiếm con Hằng, vì con Hằng rất quan trọng đối với chúng. Dạ. Mày cho người đón tụi nó ở gần nhà con Hằng. Dạ, em sẽ cho đàn em đi ngay. Đi đi. Dạ, thưa đại ca em đi. Theo đồng chí thì địa chỉ của cô này đáng tin cậy không? Dạ, tôi tin. Không lẽ tên trùm này lại bịa cả địa chỉ của Hằng ra, chờ chúng ta đến để đối láo sao? Ta cảnh giác địch thì địch nó cũng biết cảnh giác ta. Đồng chí phải nên cẩn thận. Dạ. Vậy xin thủ trưởng cho ý kiến chỉ đạo. Vô đi Thủy. Chào thủ trưởng. Chào anh Hưng. Ngồi đi em.
Hưng vừa được có địa chỉ của Hằng. Tôi với đồng chí Hưng đang suy nghĩ đây là địa chỉ thật hay địa chỉ ma. Dạ. Tuy không đáng tin cậy, nhưng ta cũng phải đến. Nếu sai thì chứng tỏ là chúng cũng có chuẩn bị. Và nhận định của chúng ta là đúng. Dạ. Thôi, hai đồng chí về chuẩn bị đi đi. Dạ. Dạ. Còn công việc theo dõi ngày hôm nay á, giao cho Hải xe ôm á. Coi chừng cái tên Hải xe ôm thành cái tên mới đó thủ trưởng. Vậy thì cũng tốt chứ sao. Này, điều chiếc xe Ford đi nghe chưa? Dạ. Đi xe đó thì tiện, nhưng em nghĩ khó tiếp cận đối tượng. Thôi, để tụi em đi xe máy được rồi thủ trưởng. Thôi cũng được. Hai đồng chí đi ngay đi. Dạ. Dạ, rõ. Bây giờ con đi, tối về nha má. Hai đứa đi cẩn thận. Tối về nhà sớm, mẹ nấu cơm mẹ chờ nha con. Dạ, con đi nha má. Con đi. Thưa bác, cháu đi. Cháu đi. Ông thấy cậu này sao? Sao là làm sao? Ý tôi muốn nói là ông thấy cậu ấy có đàng hoàng không? Có ra dáng đàn ông không? Có xứng... Thôi, tôi hiểu bà rồi. Bà muốn gả con gái cho cậu ta chứ gì? Cái ông này chuyên ăn nói bậy bạ. Chưa gì đã gả. Tôi gả ông thì có. Bà đi đâu vậy? Tôi đi chợ mua đồ về nấu cơm chiều cho tụi nó. Bà mua gì ngon ngon nha. Giờ bà còn nhờ tụi nó, tôi thì già rồi. Cái ông này. Để cho người ta chở như vậy hết á. Chưa để hay là chưa được? Trời, làm như có giá lắm vậy đó. Dĩ nhiên là có giá rồi. Dám làm. Đau quá, bắn người ta. Cảnh sát giết người, cảnh sát đánh người. Đại ca ơi, đại ca, tụi nó tới nhà con Hằng rồi. Thôi, bây giờ chúng ta cứ ngồi chờ đi. Nói tụi nó, hôm nay không có thì ngày mai, ngày mốt cũng được. Nhất định bọn công an sẽ tìm tới nhà của con Hằng. Dạ, em có điện thoại nhắc nhở tụi nó kỹ lưỡng rồi. Đại ca cứ yên tâm đi. Alo. Con nè má, con muốn gặp má. Cái gì vậy con quỷ cái? Mẹ đâu vậy? Tao đã nói là mày không được điện thoại về, nghe chưa? Con đang ngoài quầy nè. Trời, con quỷ. Gì nữa? Dạ, đại ca ơi, con Hằng nó tới á, nó muốn gặp em đó. Con này muốn chết hả? Mày tìm cách khử nó đi. Dạ, con quỷ cái, mày chết mẹ với tao nè. Con má kìa, làm gì mà căng thẳng vậy má? Con muốn... Mày muốn gì nói mẹ đi. Ở nhà hoài buồn quá không có tiền xài má ơi. Má cho con đi làm lại đi má.
Hiện giờ chưa có gì cho cô đâu. Cô còn thấy tôi còn phải tiễn mấy em mới nữa kìa. Con biết là con có lỗi với má. Nhưng mà dù gì con cũng có công trong chuyện lôi kéo thằng cha Quang về cho má nó còn gì. Rốt cuộc á, thằng Quang có làm được con mẹ gì đâu. Mà còn á, hai đứa nhỏ bị bắt nữa kìa. Dù sao con cũng làm cho má mấy năm nay. Nhưng mà công an á, nó đang tìm cô đó. Nó mà bắt được cô á, là rắc rối cả đám á. Chưa đâu, nội mà cái chuyện dụ dỗ mấy đứa con nít á, đi nước ngoài á, như vậy á, ở tù cũng 7-8 năm tù biết chưa. Thì má chỉ đạo chứ ai. Thì tất nhiên. Nhưng mà tao ngồi ở trọng á, liệu công an có để yên cho mày ngồi ở ngoài không? Thôi được rồi, đi về nhà trọ nghỉ ngơi đi, rồi từ từ tao tính cho. Dạ, vậy con chờ má nha má. Được, mày đi lẹ em tao một cái đi. Vậy thì con nghe lời má. À, mày ăn cắp 18 ảnh trích trong cái clip của mày với thằng Quang ở trong khách sạn phải không? Thì con cũng muốn giữ vài tấm làm bảo bối. Biết đâu anh Quang của con cần đến nó thì sao? Con quỷ, mày cũng đáng sợ ghê vậy ha. Bấm nút biến giùm tôi cái đi má. Dạ con chào má. Bực bội ghê vậy. Con chào má. Qua đây nè bà, tôi biểu. Má, hồi nãy con hằng tới đây làm chi vậy má? Cô cũng giỏi lắm á. Nếu nãy giờ đụng mặt con hằng là có chuyện lớn rồi đó. Vậy á, má có cho nó làm lại không má? Để tao hỏi ý ông chủ đã. Cái con điên này, tự nhiên tới đây làm gì không biết nữa. Đại ca ơi, đại ca, con quỷ cái nó về nhà trọ luôn rồi. Tối nay á, mày cho nó đi gặp má nó luôn đi. Đại ca yên tâm đi. Thưa đại ca em đi. Khoan đã. Dạ. Mày đúng là một con bê đê lanh lợi đó. Thưởng cho mày mấy thằng bảo vệ ở ngoài. Dạ cảm ơn đại ca. Đã quá. Trình hỏi thăm chút. Em cho chị hỏi, em có biết nhà cô Hằng ở đâu không? Dạ thôn này có hai người tên Hằng, một cô thì làm giáo viên, còn một cô thì làm massage. Em cho hỏi nhà cô Hằng ở xa. Dạ chị đi thẳng rẽ trái đến cờ mã có ngôi nhà màu xanh thì chị quẹo vào tới ngã ba rồi quẹo phải không? Dạ đi. Cảm ơn em. Gì? Có mô tô đi tới kìa. Mày ra coi coi, có phải tụi nó không? Ừ, để tao coi. Alo. Tao nè, về ngay đi. Dạ. Cái gì? Không đánh cơm nữa hả? Sao vậy? Tao nói rút về ngay. Là về ngay. Không đánh đấm gì nữa nghe chưa? Tìm em như thể tìm cá.
cá đi biển Bắc, anh tìm biển Nam. Hỏi thăm hai người này nè anh. Em ơi, cho anh hỏi thăm chút. Tụi em có biết nhà cô Hằng ở đâu không? Anh hỏi thăm cô Hằng nào? Cô Hằng đi làm ở xa anh. Không biết. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Anh Hoàng nói đi về không đánh tụi cớm nữa. Cái gì? Không đánh tụi cớm nữa? Mày nghĩ sao vậy? Tao đâu biết. Hả? Cất công cả trăm cây số tới đây không đánh tụi cớm nữa là sao? Thì anh nói về thì về. Sao mày cứ làm mầm vậy? Điên hả? Mày làm gì vậy? Ông nói vậy á, mày cứ làm theo ổng là xong. Để xe về. Mày đứng ở đây tức gì cho mệt. Xin lỗi, anh chị Kiếm ai? Anh cho hỏi, đây có phải nhà cô Hằng không? Đúng rồi, nhưng hai vợ chồng làm thợ may ở ngoài thị trấn cả tháng nay rồi. Anh chị hỏi có chuyện gì không? Vậy thì không phải cô Hằng tôi muốn tìm. Chúng tôi á ở cơ quan cảnh sát hình sự thành phố. Dạ. Đề nghị các đồng chí giúp đỡ. Gần ngay sát ủy ban xã có một cô tên Hằng, Diễm Hằng. Có phải cô ấy tên là Nguyễn Thị Diễm Hằng, chừng 26 tuổi không đồng chí? Đúng rồi, nhưng có khi cả năm cô ấy mới về. Cảm ơn đồng chí. Không có gì. Mình bị qua lừa hay Hằng cho địa chỉ ma? Em cũng không rõ nữa. Chắc chỉ có Hằng mới biết rõ thôi. Lại Thủy, em có sao không? Không, em không sao hết. Anh có sao không? Mẹ kiếp. Chào đồng chí ạ. Chào đồng chí ạ. Đồng chí cho tôi xin gặp đồng chí lãnh đạo phường ạ. Đồng chí ơi. Đồng chí ơi, cho tôi xin gặp lãnh đạo ở đây. Có nhìn thấy gì không? Đồng chí, đồng chí ơi, đề nghị đồng chí nhìn vào mặt tôi để nói chuyện nè. Không thấy tôi đang bận công chuyện à? Chết rồi.
Chào đồng chí. Chào đồng chí. Chào đồng chí. Chào đồng chí. Mời đồng chí xem qua. Mời hai đồng chí ngồi. Hai đồng chí có chuyện gì cần gặp tôi? Dạ tôi và đồng chí Thủy đây cần đồng chí hỗ trợ một số việc. Ừ. Đồng chí trực ban. Dạ báo cáo đồng chí, tôi có mặt. Đồng chí hãy cung cấp thông tin theo yêu cầu cho hai đồng chí cảnh sát hình sự này. Dạ. Xin mời hai đồng chí theo tôi. Cảm ơn đồng chí. Chào đồng chí. Dạ cảm ơn. Chào đồng chí. Alo. Anh yêu hả? Em đang ở nhà trọ. Anh đang làm gì vậy? Em chờ anh nha anh yêu. Cô muốn gì nữa đây? Hết rồi. Chúng ta chấm dứt rồi. Không còn gì để nói nữa. Alo. Đây có phải nhà anh Quang không chị? Đúng rồi. Đây là nhà của anh Quang. Tôi là vợ anh Quang. Có gì không cô? Rất vinh dự được tiếp chuyện với chị. Tôi là Hằng đấy chị Thanh. Hằng. Hôm nay cô gọi điện thoại cho tôi để cho tôi biết là cô đang muốn giật chồng người ta, có phải không? Tôi muốn nhiều thứ lắm. Nhưng trước tiên tôi muốn gặp chị. Cô muốn gặp tôi để làm gì? Tôi cần gặp chị. Nếu không, cả nước sẽ biết những hình ảnh mà ông chồng chị đang trần truồng ôm tôi. Thôi được. Bây giờ cô muốn gặp ở đâu? Nhà trọ đường số 4, đường Tản Viên, phường 5. Tôi chờ chị. Cô là Hằng. Đúng. Còn chị là Thanh. Cô muốn cái gì? Bây giờ cô nói đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Chị đến đây có nghĩa là chị vẫn còn yêu chồng chị lắm. Tôi muốn mọi chuyện chấm dứt. Bây giờ cô nói đi. Cô cần cái gì hả? Tôi cần tiền. Cô là cái gì mà đòi tiền của tôi? Chị nghĩ sao? Nếu cơ quan của chồng chị, bạn bè, người thân, họ nhìn thấy những tấm hình này, tôi sẽ tung lên mạng. Cả nước sẽ biết đến ông chồng yêu quý của chị. Cô mà dám làm như vậy, tôi sẽ giết cô. Đâu có dễ vậy. Thôi, bỏ ra chút tiền coi như là đền bù danh dự cho tôi và mua lại danh dự cho gia đình chị, được không? Cô đúng là cái đồ vô liêm sỉ. 500 triệu đối với gia đình chị không khó. Tôi sẽ trả lại hết những gì tôi có trong tay và biến khỏi đời sống của gia đình chị. Nè, cô đừng có hòng ép tôi. Vậy thì giữa tôi và chị không có điểm chung.
tôi sẽ gặp anh Quang. Nhưng không ai dám chắc chồng chị sẽ tiếp tục bị xây dần trong tay của tôi như thế nào đâu. Tôi mặc xác mấy người, tôi không quan tâm. Nhưng có một điều tôi muốn nhắc cho cô nhớ. Nếu như cô dám làm tổn thương bất kỳ ai trong gia đình của tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Người ta nói nắm người có tóc chứ không ai nắm kẻ trọc đầu. Chị là kẻ có quá nhiều tóc, còn tôi thì ngược lại. Chị định nắm vào gì đây? Tao nắm vào cái mạng của mày có được không? Đâu có dễ vậy. Tao sẽ gọi cho Quang để xem. Quang, anh hả? Anh Quang yêu dấu của em hả? Cô muốn gì? Em muốn anh. Nhưng mà xã anh mới ở đây ra, em muốn gặp anh nghe anh yêu. Đợi đó, tao sẽ giết mày. Có vậy chứ. Em đợi anh nha. Em biết anh giận thì giận, nhưng anh cũng tới à. Cô buông tôi ra đi. Cô thật là trơ trẽn. Tôi chỉ nghĩ làm bạn với cô cho qua ngày. Tôi chỉ coi cô như là con điếm thôi. Tùy anh. Giờ cô muốn cái gì cô nói đi. Em chẳng muốn gì hết. Em chỉ cần anh thôi. Tôi yêu cầu cô để tôi và gia đình tôi được yên. Cô hiểu không? Em chưa thấy anh đối xử với em như vậy bao giờ. Hãy như ngày nào chúng ta yêu thương nhau đi anh. Buông tôi ra đi. Từ đây về sau, đừng gọi cho tôi và đừng bao giờ gặp tôi nữa. Nếu chuyện này còn tái diễn, cô được trách tôi. Khoan, còn chuyện này nữa anh. Anh xem đi. Cô cần bao nhiêu tiền, cô nói đi. Anh xem cái này đi rồi hãy nói đến chuyện tiền với em. Thì ra các người đã có âm mưu sẵn. Trời ơi, tôi thật là ngu quá mà. Bà xã anh có tới gặp tôi. Cô muốn bao nhiêu? Tôi nói cần 500 triệu thì cổ chửi tôi, nói tôi là con đỉ. Vậy thì hôm nay con đỉ này sẽ lấy anh 1 tỷ. 1 tỷ. Cái gì? Anh nghe chưa? Cô nói cái gì? 1 tỷ à? Đúng, tôi nói 1 tỷ. 1 tỷ đồng. Tôi nói chạm đến anh tiêu quá đó. Khốn nạn. 1 tỷ hả? Đồ con quỷ. Đúng là con điếp. Cô nhớ nghe, hôm nay là ngày cuối cùng tôi gặp cô. Anh cứ mong như vậy đi. Anh hãy cứ cho là như vậy đi. Thank you.
Chị Âm. Nhanh lên. Cho em gửi. Dạ cảm ơn cô. Hằng. Hằng ơi. Hằng ngủ chưa vậy Hằng? Hằng. 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 Alo. Alo. Chú công an khu vực phải không? Xuống ngay đi. Khu nhà trọ có người chết. Chú xuống ngay nha. Rồi. Cảm ơn dì hai. Trời ơi, sao vậy nè? Con không biết chuyện gì nữa. Rối quá. Làm sao bây giờ? Alo. Dạ, báo cáo sếp. Bên khu nhà trọ vừa mới xảy ra án mạng. Sao? Chết rồi hả? Bị giết hay là tự tử? Đồng chí hãy báo cho phòng hình sự để họ đưa đội khám nghiệm và cử các đồng chí xuống hiện trường để bảo vệ. Dạ, rõ thưa sếp. À, dạ đây là bà chủ phòng trọ. Ừ. Dạ. Vậy ai là chủ quán? Bà dạ. Này. Ai là người phát hiện ra nạn nhân đầu tiên? Là cô Hoa. Dạ tôi. Cô là cô Hoa à? Dạ. Cô phát hiện ra nạn nhân như thế nào? Dạ. Tôi đi làm về thì thấy cửa phòng Hằng mở toang ra. Tôi bước vô thấy Hằng nằm vậy. Tôi sợ quá chạy qua báo gì ai. Tôi không biết gì hết á. Vậy cô với nạn nhân có quan hệ như thế nào? Tôi làm chung ở quán bar với cô ấy. Được rồi, tôi sẽ mời cô về trụ sở để thực hiện công tác điều tra. Dạ. Các đồng chí ở lại không được làm xáo trộn hiện trường. Dạ, rõ. Chào các đồng chí. Chào đồng chí. Chào đồng chí. Chào. Chào đồng chí. Đồng chí là cảnh sát hình sự. Đúng rồi. Đã có ai xáo trộn hiện trường không? Khi chúng tôi tới thì đã hiện trường như thế này rồi. Dạ cũng chưa có gì xáo trộn hết. Mời các đồng chí làm việc. Rồi. Thiếu tá, hãy ra thu hồi những vật chứng này. Báo cáo thủ trưởng, có dấu hiệu mưu sát. Ta cần đưa xác nạn nhân về nhà xác để tiếp tục điều tra. Dạ. Địa điểm là nơi công an phường đã báo. Rõ.
Lúc này anh đánh lên tai ghê. Hẳn là do chú nhường, chứ lâu nay anh có tập vợt gì đâu mà. Hôm nào em tặng anh mấy cái vé chơi golf, anh dành chút thời gian. Môn này rất thú vị đó. Nghề của anh chú biết rồi đó, đi lại thất thường, thời gian đâu mà chơi. Em nghĩ đúng là thật sự làm nghề đó đau đầu thật. Cứ làm thầy cả như chú á, lại hay. Cũng cần có quan hệ chứ anh. Năng động như chú á, là hiếm có lắm đó. Nhưng mà 2/3 sự thành công của em là nhờ anh giúp đỡ hết đó. Chú đó, đừng có sáo. Em nghe nói mới có một vụ giết người ở nhà trọ phải không anh? Tôi đang đau đầu về chuyện này đây. Đã tìm thấy được nguyên nhân chưa anh? Vẫn đang tranh cãi. Ở bên đội hình sự cho rằng có người muốn thủ tiêu nạn nhân để bịt đầu mối. Thì gã quán bar làm gì mà phải bịt đầu mối hả anh? Theo cậu thì là do điều gì? Em nghĩ là thù nhau tranh giành mối làm ăn thôi. À, anh có quen ai làm ở cửa khẩu Một Bài không anh? Chú định làm gì? Em có mấy đứa cháu muốn sang Campuchia du lịch đó mà. Tưởng gì, cửa khẩu Một Bài lại mút của anh cả mà. Muốn sang Campuchia để anh điện lên cho tụi nó. Vậy khi nào có gì em sẽ alo anh. Em cảm ơn anh trước à. Thôi em với anh ra làm thêm set nữa. Nè, các đồng chí xem hình đi. Bây giờ chúng ta vào việc luôn nha. Chỉ trong vòng một tuần sau khi chúng ta ngăn chặn vụ hai cháu bé ra nước ngoài thì có nhiều vấn đề liên quan đến quán bar. Nhưng quan trọng nhất là giết nhân viên ở trong quán bar, ở nhà trọ. Các đồng chí suy nghĩ coi. Đồng chí Hưng, phát biểu quan điểm của mình coi. Rõ ràng Hằng nắm giữ nhiều bí mật. Theo tôi thì chúng muốn giết Hằng để bịt đầu mối. Tôi không cho là vậy. Khám xét hiện trường cho thấy Hằng chết là do bị bóp cổ, có xảy ra xô xát, và một vài bằng chứng quan trọng liên quan đến hai người nữa. Một dấu tay của Quang, một dấu tay khác chưa tìm ra. Nhất là khi nghe đoạn băng ghi âm cho thấy mối quan hệ giữa hai người này. Tôi yêu cầu cần điều tra mối quan hệ của những người này. Đúng là Quang. Trong nhà có đoạn băng ghi âm và những bức hình ân ái giữa Quang và nạn nhân. Người bán nước đối diện đã nhìn thấy người đàn ông khoảng 40 tuổi, miêu tả nhận dạng giống Quang, bước ra khỏi nhà hàng vào thời điểm xảy ra án mạng. Tôi đề nghị tạm giữ Quang để điều tra. Được. Nhưng tôi nhắc lại, chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một chứng cứ nào. Tôi yêu cầu toàn đội trọng án xuống hiện trường một lần nữa để rà soát lại. Rõ. Dạ, có gì vậy mấy anh? Chúng tôi muốn gặp anh Quang. Có chuyện gì vậy mấy anh? Anh Quang, chúng tôi nghi ngờ anh liên quan đến một vụ án giết người. Mời anh theo chúng tôi về cơ quan công an để làm rõ. Tôi đâu có giết ai.
Tại sao liên quan tới tôi? Vậy cơ quan sẽ rõ. Mấy anh ơi, chắc là mấy anh hiểu lầm rồi. Chồng tôi không có giết người đâu mà. Chị bình tĩnh, chúng tôi chỉ nghi ngờ anh Quang và mời anh ấy về cơ quan điều tra thôi. Không đâu, không đâu. Tại sao lại có chuyện này được? Tại sao lại có chuyện này được chứ? Em yên tâm đi, anh không giết người. Không. Anh sẽ về mà. Mời anh theo chúng tôi. Em hãy ở nhà chăm sóc con, nghe. Mời anh ra xem. Anh à, anh. Anh à, anh. Không. Chị bình tĩnh đi. Chúng tôi chỉ mời anh ấy về hành động điều tra thôi. Anh làm sao mà giết nếu người mà được phải không? Nếu anh ấy không có tội thì chúng tôi sẽ thả anh ấy ra. Không. Chị yên tâm đi. Anh không sao. Không. Anh Quang. Anh không có yên tâm tội. Đi mà. Đi cái đồng chí. Em yên tâm đi. Không. Anh sẽ về mà. Anh ơi. Anh Quang. Nha. Anh qua nhà mình gặp chuyện rồi. Được rồi, mình chờ Thủy nha. Thủy hả, sao lâu vậy? Anh Quang bị bắt rồi. Mình lo quá, bây giờ mình phải làm sao đây? Thanh bình tĩnh đi, không có sao đâu. Công an họ chỉ mời anh Quang lên để lấy lời khai thôi. Nếu như mà anh Quang vô tội thì anh sẽ được thả ra thôi mà. Anh Quang mà có chuyện gì, mẹ con mình phải sống làm sao bây giờ? Thủy, Thủy là công an, Thủy giúp mình đi. Thủy nói với mẹ ảnh là đừng có đánh anh Quang, chồng mình không có giết người đâu. Sao lại đánh? Mình nghe nói là vô trong đó sẽ bị đánh rồi bắt nhận tội đó. Thanh à, em đừng có nghĩ vậy. Em yên tâm đi, không có chuyện đó đâu. Có thiệt không anh? Thiệt mà. Thanh à, bạn yên tâm đi, có mình ở đây mà. Làm gì mà cuốn lên vậy? Anh Quang vô tội sẽ được tha thôi. Nhưng mà như thế nào là vô tội? Nếu như mà anh Quang chứng minh được là tối hôm đó anh Quang không có mặt ở nhà hàng và lâu rồi anh Quang không có qua lại với cô ta thì anh sẽ được tha thôi. Mình chắc mà Thủy. Anh Quang hôm đó anh ở nhà với mình, anh không có đi đâu hết á. Nếu như mà đó là sự thật thì khi nào người ta hỏi Thanh trả lời y chang vậy là được. Vậy giờ Thủy dẫn mình đi gặp họ đi. Mình muốn thanh minh cho anh Quang. Đi anh, Thủy. Bình tĩnh Thanh, bình tĩnh. Điều tra phải từng bước một. Mình không thể nào dắt Thanh qua nói với công an được. Làm như vậy á, người ta sẽ nói mình vì tình riêng. Mình phải làm sao bây giờ? Thanh yên tâm đi, tụi mình hứa sẽ giúp Thanh hết mình mà. Anh có nghĩ cái chết của Hằng có liên quan tới thằng Cha Hoàng không? Có thể, nhưng mọi bằng chứng bây giờ đều chụp lại anh Quang. Thanh có thể chứng minh là anh Quang ngoại phạm mà. Cảm ơn chị. Dạ mời anh chị. Ê mày, tháng này tao được tăng lương có 2 triệu à. Còn mày được nhiêu? Tao làm mệt muốn chết mà tăng lương chẳng được bao nhiêu. Ê, không biết thằng nào ra tay giết con nhỏ đó mày. Chắc gì tình, chứ có mất mát gì đâu. Tình gì ba cái thứ đó. Tao nói thiệt với mày, với giang hồ chỉ có tiền thôi.
và cái thứ đồ đạc linh tinh trong nhà nhầm nhò gì. Quan trọng là có khoản tiền ngầm kết xù nằm trong tài khoản ngân hàng của cái thằng cha kia kìa. Ủa bà Hai, mà cái lúc đó bà dọn hàng chưa vậy? Ơi trời tối, mắt tôi lem nhem quá, có thấy ai là ai đâu. Nghe nói công an đang bắt thằng bồ của nhỏ đó. Nghe nói tay này là giám đốc, giàu lắm phải không bà? Chắc là vậy á. Ủa, ở đây mình mới có vụ gì hả chị? Cô gái trọ dãy nhà sau vừa bị giết. Chắc là cướp của. Không phải, nghe đâu là vì tình. Mà trước ngày cô ta chết mấy ngày ha, có mấy người tới đây nè, nghe cãi cọ dữ lắm. Ủa, có mấy người tới đây cãi cọ hả chị? Một ngày hả, có từ 1 đến 2 người tới đó. Ôi, gái bao thì quan hệ đủ loại người, có khi cô ta còn không nhớ hết nữa, huống chi là mình. Ủa, vậy từ hôm đó tới giờ có ai tới tìm cô ta nữa không anh? Ai mà dám tới tìm nữa. Nhiều khi kẻ giết người cao bay xa chạy trước khi công an tìm ra. Còn nếu không á, giờ này thì chắc cũng vô nhà đá rồi. Nè, ông đừng có nói lung tung. Công an mà nghe được, bắt ông lên đồn á. Sợ gì mày? Nếu mà tao giết người á, ông lẽ giờ này tao ngồi đây. Mà công an hay ra đường ngồi nghe ngóng lắm á. Vậy á thì họ mới có thể xác định được tội phạm chứ. Mày nói vậy, không lẽ hai chú này là công an? Các anh nói có như thật. Tụi em mà là công an á thì cả dòng họ đã được nhờ rồi. Giỡn với mấy chú một chút thôi, chứ tôi chạy xe ôm đây mấy chục năm, tôi nhìn là tôi biết người nào công an, người nào không công an à. Hay quá. Ủa, mà hai chú em có vô nhà nhỏ đó chơi chưa? Chưa. Nghe kể thôi, tôi nổi óc hết luôn. Em tưởng họ cắm vào chứ. Đi con hẻm nhỏ đằng sau này nè, công an nào biết đâu cấm. Ủa, vậy có đường hẻm nữa hả anh? Có chứ. Ai mà nói láo chú làm gì. Cái đường đó ở phía sau này nè, toàn là dân chích choác thì ke không. Vậy là có hai con đường ra vào ngôi nhà đó hả anh? Tất nhiên rồi. Cái đêm hôm đó đó là có một thằng xì ke đang chích, đang phê, thì công an ập vô bắt. Nó sợ quá nó chạy ra, nó kêu tôi chở đi mà. Mà hai chú không có đi tham quan nhà đó sao? Sợ hả? Sao không em? Tính tiền gì ơi? Hả? Mời anh theo chúng tôi về đội hình sự để phối hợp điều tra. Tôi đâu có làm gì đâu, về đội hình sự làm gì? Xin mời anh. Ủa tôi đâu có làm gì đâu, về đội hình sự làm gì? Anh hãy thành thật khai báo, tối hôm xảy ra án mạng anh ở đâu? Dạ tôi ở nhà với vợ. Anh với nạn nhân đó quan hệ với nhau bao lâu rồi? Dạ mới, khi vợ tôi biết tôi đã chấm dứt quan hệ này. Anh giải thích như thế nào về những bức ảnh và cũng bằng đã ghi âm tiếng nói của anh với nạn nhân? Tôi không hề biết gì ngoài việc cô ta gửi đến công ty để tống tiền tôi. Anh nghĩ sao khi thấy chúng? Tôi bị sốc và tôi đã xé nó đi. Từ hôm đó anh có tới gặp nạn nhân nữa không? Dạ không ạ. Tôi yêu cầu anh khai rõ sự thật. Dạ tôi nói thật mà, tôi không phải là người giết cô ta. Trong điện thoại của nạn nhân á, có rất nhiều cuộc gọi tới máy của anh, tới nhà riêng của anh, thậm chí tới cả cơ quan của anh. Vậy những lần đó anh với nạn nhân đã trao đổi với nhau những gì? Dạ cô ta đòi gặp tôi, nhưng tôi nghĩ không có gì để gặp cô ta nữa hết. Nhưng cô ta nhất định phải gặp tôi. Từ đó cô ta luôn quấy nhiễu tôi bằng điện thoại. Anh nên khai thật đi, bằng chứng đang chống lại anh đó. Theo tôi được biết, anh biết cả cô Trinh. Dạ có, cô ấy làm tiếp viên cùng chỗ với Hằng. Anh đã từng cung cấp thông tin cho công an về một vụ đưa trẻ em ra nước ngoài. Dạ phải. Vậy theo anh, chủ mưu đằng sau vụ án đó có liên quan gì đến Hằng, đến Trinh, hay liên quan đến những bức ảnh chụp anh với nạn nhân không? Dạ tôi không biết.
Bây giờ tôi bắt đầu hỏi anh, anh thành khẩn trả lời. Biết sao nói vậy, không được nói gian, không được nói dối. Dạ, thiệt tình em không biết gì hết anh. Em nghe người ta nói, cái em nói cho vui thôi, chứ em không biết gì đâu. Anh làm ơn tha cho em đi anh. Tôi không có bắt anh, tôi chỉ muốn anh hợp tác với chúng tôi, nhanh chóng điều tra vụ án. Thì anh hỏi gì em khai hết rồi. Mấy anh tha cho em về, em còn kiếm tiền nuôi vợ con, em chạy xe ôm nuôi vợ con em nữa. Anh cho tôi biết, trong buổi tối xảy ra vụ án, anh có mặt ở đó từ mấy giờ đến mấy giờ? Anh có thấy điều gì bất thường ở nhà nạn nhân không? Em đứng đó từ chiều. Em không thấy cô gái đi ra khỏi nhà. Khoảng 5 giờ thì có khách đi xe ôm, rồi em đi xe ôm luôn, chứ em đâu biết gì đâu. Vậy còn lối đi đằng sau, thường xuyên có dân nghiện đến hút chích không? Dạ không thường xuyên lắm đâu anh. Lâu lâu mới có một hai người. Mà có mấy thằng xì ke ở gần đó không à anh? Anh có biết người thanh niên thuê anh chở đêm đó là ai không? Dạ bữa đó tối quá, em không nhớ rõ nữa anh. Sao anh nói là chỉ có dân nghiện gần đó mà giờ là không biết? Cái anh cha này nó lạ lắm anh ơi. Em nhìn thấy nó ốm vô ốm nhách giống như xì ke đó anh. Với lại nó đi từ trong hẻm ra thì em đoán nó là dân hút chích vậy thôi, chứ em đâu biết gì đâu. Khoảng thời gian đó với thời gian xảy ra vụ án mạng là bao lâu? Dạ em cũng không biết nữa. Lúc đó là nó kêu xe em chở nó đi, nên em không nhớ anh ơi. Em đâu biết là trong đó xảy ra án mạng gì đâu. Cái bữa sáng hôm sau em nghe nói là trong đó có người chết. Vậy hắn kêu anh chở đi đâu? Nó kêu em chở vòng xong tới chợ Tân Định ngừng xuống, cái nó trả tiền xe ôm rồi thôi anh. Em không có biết gì hơn hết anh. Anh có gì anh tha cho em, chứ em đâu có tội gì đâu anh. Thôi được rồi. Dạ. Có gì tôi sẽ điều tra sau. Dạ. Cô khẳng định đêm đó Quang ở nhà với cô phải không? Dạ. Trong số điện thoại của Hằng á, có rất nhiều cuộc gọi đến nhà cô vào lúc nửa đêm. Cô biết được đó chứ? Tôi biết. Và tôi đã từng nói chuyện với cô ấy qua điện thoại. Cô ấy muốn gì? Cô ấy đòi tôi một khoản tiền. Vậy điều gì? Về danh dự của gia đình tôi và danh dự của Hằng. Cô hãy nói rõ hơn. Hằng đòi tôi một khoản tiền là 500 triệu. Nếu không, Hằng sẽ đưa những bức ảnh đó cho gia đình và bạn bè của tôi, và Hằng sẽ đưa lên mạng nữa. Cô nghĩ sao khi phát hiện quan hệ giữa chồng cô và Diễm Hằng? Đàn ông mà anh, ai mà chẳng có những lúc ngoài chồng ngoài vợ. Miễn sao anh Quang, anh biết đường quay về với vợ con là được rồi. Tôi hiểu. Anh ơi, như vậy là anh Quang nhà tôi vô tội phải không? Những lời cô vừa khai á, không đủ bằng chứng để chứng minh anh Quang vô tội. Cần những bằng chứng xác thực hơn. Cô có bằng chứng xác thực không? Chứng minh là anh ấy đã ở chung với cô vào khoảng thời gian đó. Nhất định tôi sẽ tìm được bằng chứng. Nhưng mà chồng tôi sẽ bị giam giữ đến bao giờ? Cái đó cấp trên sẽ quyết định. Mời cô ký vào biên bản lời khai. Các đồng chí đã thu thập được những gì rồi? Bên khoa học hình sự đã xác định được giọng nói và dấu vân tay chưa? Dạ, báo cáo có. Sau khi lấy khẩu cung của Quang, dường như anh ta không liên quan đến vụ án này. Nhưng qua suy đoán thì mọi bằng chứng đi bất lợi cho anh ta. Không ai có chịu động cơ giết Hằng bằng Quang, vì Hằng đã thường xuyên gọi điện quấy rối và yêu cầu anh ta gặp mình. Nên nếu Hằng chết, anh ta sẽ thanh thản hơn. Chúng tôi lại có một nguồn thông tin khác. Tại nơi xảy ra vụ án mạng còn xuất hiện một kẻ thứ ba. Đó là một thanh niên đi ra từ lối đằng sau căn nhà. Vậy chúng ta
có thêm một đối tượng khả nghi nữa. Đồng chí điều tra được gì manh mối người này chưa? Tôi đã hỏi cung người xe ôm mà hắn thuê chở đêm đó, nhưng anh ta không nhớ được hắn và nói rằng hắn xuất hiện ở đây lần đầu. Hắn rất có thể là một thành viên trong một đường dây xã hội đen được cử tới để thủ tiêu Hằng. Đồng chí Thủy nhiễm hơi nhiều về đường dây xã hội đen nên mọi việc đều suy đoán theo hướng này. Đừng có nên dựa vào cảm tính. Thưa thủ trưởng, không phải là tôi dựa theo cảm tính, tôi chỉ sâu chuỗi các sự kiện lại thôi. Cô ấy nói đúng đó thưa thủ trưởng. Tôi cũng thấy án mạng này có liên quan gì đó đến một sự kiện khác. Đồng chí Hưng có cùng quan điểm với tôi thưa thủ trưởng. Đồng chí Hưng, cứ phát biểu tiếp đi. Cái chết của Diễm Hằng có gì đó liên quan tới Quang. Tôi nghĩ anh Quang không liên quan tới cái chết của hai người này. Đồng chí Thủy, để cho đồng chí Hưng trình bày tiếp đi. Việc có những tấm ảnh và cuốn băng của Quang là điều kiện để buộc Quang phải làm theo trong vụ cô Trinh. Nhưng sai lầm của chúng ta là đã ra tay bắt Trinh quá sớm, nên không đủ bằng chứng để kết luận đó là một vụ buôn bán trẻ em. Thủy à, tôi không có ý đổ lỗi cho cô ở đây. Nếu như biết Quang là người đã cho em thông tin, tại sao chúng không ra tay với Quang mà lại giết Hằng? Đó chính là mũi tên mà chúng hai đích. Nếu đây là đường dây mua bán trẻ em như Thủy nói, thì việc giết Hằng là thủ tiêu nhân chứng, vừa đổ tội cho Quang, và khi đưa Quang vào tù thì bọn chúng sẽ không đối mặt với bất cứ ai nữa. Nhưng một điều khó khăn của chúng ta là không có lý do gì mà chúng ta điều tra lại đường dây này, tìm ra hai gã thanh niên này và có kết luận rõ ràng về cái chết của Hằng. Theo tôi, chúng ta nên thả Quang ra. Nếu mà không đủ chứng cứ buộc tội thì tôi đồng ý. Tình hình nhà hàng hoạt động sao rồi? Tôi thấy nó đang chững lại đó. Dạ, tình hình hoạt động tốt đó đại ca. Em bận luôn tay luôn chân, em thúc giục tụi nó đó đại ca. Có điều tụi này chẳng ra gì hết. Đại ca ơi, hết ăn khách rồi. Sau vụ 10 đứa này, tao đang có kế hoạch làm ăn mới. Có lẽ phải thay đổi cục diện. Còn qua sao rồi? Em để nó quản lý luôn cái đám gái ngoài đường, em thấy nó cũng ổn đó đại ca. Mà nha, đại ca tính như thần vậy đó nha. Đừng có chủ quan. Dạ, em muốn bàn thêm với đại ca cái vụ làm ăn sắp tới đó. Để lúc khác, bây giờ tao có việc phải đi rồi. Thưa đại ca em đi. Alo. Đó, ông mà dạy dỗ nó ngay từ đầu như vậy có phải đỡ hơn không? Các con tôi không nghe lời bà còn nghe lời ai nữa. Thôi, ông đừng có mà nịnh. Còn đứng đó nữa, giúp tôi dọn dẹp một tay đi ông. Người ta sắp đến bây giờ á. Chà, mà ai có thể làm cho bà đón tiếp long trọng dữ như vậy? Cậu đó là một luật sư, còn trẻ nhưng mà nó rất thành đạt. Ông mà gặp cậu ấy, ông sẽ thích ngay thôi. Sao cậu ta biết bà? Tôi quen cậu ta ở trong siêu thị. Cô cảm ơn con. Dạ, cô hôm nay có tiệc hay sao mà cô mua nhiều đồ quá vậy? Có tiệc gì đâu con, cô mua để ăn nguyên cả tuần luôn. Với lại lớn tuổi rồi, đi lại cũng khó khăn.
Mà vợ con đâu mà con lại phải đi chợ như vậy? Ờ, con chưa có vợ. Tại mẹ con hôm nay ốm cho nên con phải đi mua giùm. Thanh niên mà chu đáo quá ha. Con cũng bận tối mặt tối mũi, nhưng mà có thật mới giật được đạo cô à. Cô cứ gọi con là Minh. Ừ, còn cô là May. Dạ. Mà nè, con làm nghề gì vậy? Ờ, con làm luật sư cô à. Con thấy mặt cô có hậu lắm, chắc ai mà làm con cô sướng lắm ha. Cô cảm ơn con. Mà nè, nhà cô cũng ở gần đây, lúc nào rảnh con ghé qua chơi cho biết nhà. Đó, vừa nhắc đến là cậu ấy tới à. Để tôi ra mở cửa cho cậu ấy nha. Minh đó hả con? Dạ, con chào cô. Con vô nhà đi. Dạ. Thủy ơi, xuống ăn cơm đi con. Thủy ơi, làm gì lâu vậy con? Con xuống liền, chờ con chút. Rồi, khui bia đi cậu. Dạ. Rồi, cảm ơn cậu. Mẹ. Rồi, con, khui đi. Con ngồi bên kia. Dạ. Cậu làm ở đâu vậy? Dạ, cháu mở công ty luật. Con cứ ăn uống tự nhiên như ở nhà đi. Dạ. Ăn đi con. Ông ăn đi ông. Ừ. Tao cần hàng Nga với số lượng lớn. Tụi mày có gom nổi không? Đơn giản. Má cứ ứng tiền trước thì mọi việc sẽ xong ngay. Mày phải bảo đảm chắc chắn đó. Tiền bạc không thành vấn đề. Gái có chất lượng thì hiếm, chứ còn mấy cái loại mà qua sử dụng rồi đầy. Chỉ cần con bỏ thời gian lên mạng, kịch 30 giây là có hàng ngay cho má liền. Tụi mày làm ăn cho gọn gàng nghe chưa? Để người nhà tụi nó phát hiện là mệt đó nghe chưa? Cái loại á mà đi chát đêm, có đi mấy ngày á, ba má nó cũng không có bận tâm. Vấn đề là má cho tụi con bao nhiêu tiền? 2 triệu một đứa. Có thể đã qua sử dụng, nhưng tuổi đời á không được quá 22. Má cần bao nhiêu đứa? Khoảng 10 đứa đi. Ủa, vấn đề là hàng tập trung vậy đâu, nhưng mà ai là người nhận mới là quan trọng nè má. Tao sẽ báo điểm giao hàng. Chỉ cần tụi bay báo trước. Nhìn cái mặt là biết đòi tiền đúng không? Đó là 10 triệu tạm ứng đó. Cầm lấy mà lo việc đàng hoàng cho tao. Má yên tâm đi. Biến lẹ đi. Vũ. Dạ. Biểu. Chuyện gì vậy má? Có trai nào đẹp đẹp không hả con? Cho má chứ gì. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Nhìn cái mặt là biết muốn tiền rồi. Đợi má chút xíu. Trai phải ngon nghe chưa? Dạ cảm ơn má. Nhớ đó. Dạ. Trai phải đẹp đó. Dạ. Cô và Thủy nấu ăn ngon quá, chẳng khác gì nhà hàng. Ở đây toàn là sản phẩm của má tôi không đó. Tôi không biết làm gì đâu. Con. À, ăn uống xong á, hai đứa cứ việc ở nhà chơi. Cô chú có việc phải đi. Dạ được. Ơ, má. Con. Dạ, bác làm cảnh sát hình sự à?
cháu thấy nghề cảnh sát hình sự thế nào? Nghề của con với nghề của bác có rất nhiều thứ liên quan tới nhau. Cháu nghĩ cháu và Thủy sẽ dễ dàng thông cảm và hiểu nhau. Con gái chú nó bướng lắm. Cháu luôn đánh giá cao những cô gái có cá tính. Tôi lại rất ghét kẻ nào tự tin quá. Vì tự tin là đức tính của anh, cho dù ở bất cứ lĩnh vực nào. Anh, anh được thả rồi hả? Anh có bị đánh không? Anh có bị làm sao không anh? Không. Hả? Anh không sao. Mình vô nhà rồi nói chuyện em. Anh có đói bụng không? Anh mệt lắm không? Hay là để em pha nước cho anh tắm nha. Anh không uống, em ngồi xuống đi. Anh nói sao mà họ thả anh vậy? Anh không giết người, anh không giết Hằng. Lúc anh nóng giận, anh chỉ bóp cổ cô ta thôi. Cô ta vẫn còn họ khi anh bỏ đi mà. Thôi được rồi, cuối cùng anh cũng được tha là được rồi. Anh về là em mừng lắm. Cô gái mình đâu em? Dạ con nó đang ở trên lầu á. Anh lên lầu thay đồ, anh phải đi công chuyện đây. Anh mới về, còn đòi đi đâu nữa vậy? Anh có chuyện gấp phải đi mà. Thôi mà, để mai đi, mai đi nha. Không được, anh có chuyện gấp phải đi. Anh à, anh.